Chào các bạn, quay trở lại với Hỏi Đáp Chiếc Ảnh cùng Lui. Đầu tiên đó là câu hỏi của bạn Lận C. Chào Lui, mình đang sử dụng con Nikon Z6 2470F4S. Mình đang có nhu cầu mua thêm một con lens chân dung, thì mình đang băn khoăn giữa con lens 50F và 85F. Có một số người nói rằng là 50F cho chất lượng hình ảnh cao hơn 85F, điều đó có đúng hay không? Cảm ơn Louis. Rồi, với cái thắc mắc này của bạn thì thứ nhất là mình không biết rằng là con 50F với con 85F con nào có chất lượng hình ảnh tốt hơn. Tại vì mình chưa hề so sánh nó với nhau và mình cũng không quan tâm cái điều này. Cái ý thứ hai đó chính là giữa hai con lens chân dung tiêu cực khác nhau, bạn đừng nên quá đặt nặng cái việc là con nào sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó có tiêu cự khác nhau thì nó sẽ phục vụ cho mục đích khác nhau. Bây giờ mình thử so sánh như thế này nha. Cho dù đây là hai con lens khác phân khúc nha luôn. Ở đây thì hai con lens đang cùng phân khúc rồi. Bây giờ cho hai con lens khác phân khúc luôn. Một con lens phân khúc cao cấp và một con lens phân khúc phổ thông. Thì con lens phân khúc cao cấp, ví dụ như con 50 là phân khúc cao cấp đi, thì những gì con 50 làm được chưa chắc con 85 làm được. Và ngược lại, những gì cái con lens phổ thông 85 á, nó làm được, con cao cấp 50 chưa chắc nó làm được. Nên là mỗi cái nó sẽ phục vụ cho mỗi mục đích khác nhau, hiệu ứng khác nhau, môi trường chụp nó cũng sẽ khác nhau luôn. Nên là khi các bạn so sánh rằng mình phải so sánh cùng một cái phân khúc, cùng một cái dải tiêu cực với nhau, thì lúc này nó mới hợp lý được. Còn khi bạn so sánh khác cái tiêu cực, nó giống vậy nó đã khác mục đích sử dụng rồi ha, thì cái này là bạn nên thử cân nhắc lại. Mình cho thêm một cái ví dụ thực tế một tí xíu ha, để cho bạn dễ hình dung hơn ha. Ví dụ như giờ khi bạn hỏi rằng cái chiếc xe Lamborghini với chiếc xe bán tải con nào chạy ngon hơn đó, cái câu hỏi ví dụ vậy. Thì ở đây là quan trọng là bạn chạy trên đường gì? Đường xa lộ, đường đua hay là đường hỗn hợp thành phố với nông thôn, đúng không? Nếu ví dụ như chạy trên đường đua, đường cao tốc thì rõ ràng là Lamborghini chạy ngon hơn. Nhưng mà nếu chạy trên đường hỗn hợp thành phố có nè, nông thôn có nè, ổ gà có nè, thì rõ ràng con bán tải nó chạy ngon hơn con Lamborghini chắc rồi ha. Còn nếu ví dụ như chạy đường trong thành phố mà chạy đường kẹt xe thì chắc chắn hai bánh nó chạy, nó cho hai con kia hết khối chắc luôn đó. Nên là quan trọng là mục đích nhu cầu của bạn nó là cái gì, chứ đừng quan trọng là khi mà đã khác mục đích thì chúng ta không nên so sánh về chất lượng với nhau. Cái đó là câu hỏi của bạn Thương Jose. Em chào anh, chúc anh và gia đình sức khỏe trong mùa dịch. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Cho em hỏi là em làm với nhu cầu là phóng sự cưới, sự kiện chân dung. Hiện tại thì em chỉ có 6D Mark 2 24-105F4 và sắp lấy thêm con Godox 860 Lenfit 85F1.8. Với nhu cầu và với kinh nghiệm lâu năm của anh, theo anh thì gần đó thiết bị đã có đủ đáp ứng được nhu cầu trên hay chưa, và nó có thể đáp ứng tốt được nhu cầu trong tương lai 2-3 năm nữa hay không? Em cảm ơn. Rồi, thì với những cái thiết bị mà em vừa mới nêu ra, tức là những thiết bị em đang có và sắp sửa nâng cấp lên, thì hoàn toàn phù hợp với cái nhu cầu là phóng sự cưới nè, sự kiện chân dung ha, hoàn toàn rất là phù hợp. Còn việc rằng có đáp ứng được trong tương lai 2-3 năm nữa hay không, riêng về chất lượng thì vẫn đáp ứng được. Tại vì đối với con 6D Mark 2, nó là một cái con mà file chất lượng hình ảnh cho ra tương đối khá, không phải là quá ngon nhưng mà nằm ở tương đối rất là ổn cho cái việc mà mình chụp dịch vụ ha. Và cái thứ hai nữa là gì, nó là một con máy với công nghệ tương đối cũng ổn luôn. Em chụp viewfinder cũng được và chụp màn hình live view cũng được, nó đã có khả năng lấy nét vào mặt rồi, nên là cái việc này là hoàn toàn rất là ok. Nhưng mà hỏi rằng là trong 2-3 năm nữa thì nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố là tâm lý của bản thân mình là chính. Tại vì trong 2-3 năm nữa nó là gì, công nghệ nó phát triển lên nên nó sẽ cho ra nhiều máy xịn hơn, nhiều máy mạnh hơn. Nên là lúc đó mình sẽ cảm giác rằng cái máy của mình đang xài, combo mình xài của mình nó bị yếu đi. Trừ khi nó quá lỗi thời thôi thì mình không nói, nhưng mà mình sẽ cảm giác là sao nó yếu quá, nó cùi quá, nó không bằng đời mới. Đó là những cái tâm lý nó khiến mình sẽ nâng cấp lên máy mới. Cũng giống như là bây giờ khi hỏi những bạn nào mà sử dụng iPhone chẳng hạn, iPhone 11 Pro Max tốt không? Tốt. Chụp hình đẹp không? Đẹp. Nhưng mà tại sao cho tới thời điểm hiện tại bây giờ rất nhiều người họ vẫn nâng cấp iPhone 13 Pro Max? Tại sao? Đơn giản không phải iPhone 11 Pro Max nó giỏi, mà do iPhone, những đời iPhone mới nó tốt quá. Nên là khi mà mình so sánh với hàng tốt quá, mình lại cảm thấy rằng những cái thằng mình đang xài nó lại bị lỗi thời đi ha. Trừ khi rằng nó quá cổ quá gì rồi thì mình không nói. Nên đây chủ yếu nó sẽ phụ thuộc vào cái tâm lý bản thân của mình là chính. Cái đến đó là câu hỏi của bạn Đặng Anh Tuấn. Chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe, em rất thích xem các video hỏi đáp của anh. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Em có thắc mắc, lúc trước em chụp Canon 750D cộng với lens 50 STM với khẩu 2.8 thì chụp rất là nét. Em mới mua con Canon RB chụp với 50 STM. Ban đầu em dùng ngàm Vitrox thì chụp ao nét và mất nét khá nhiều, mất nét.
Thì lúc em mua ngàm chính hãng gắn lên 50 STM chụp file ảnh ở khẩu 2.8 thì không có được nét như trên con Canon 750D. Em không biết có phải là Canon RB có vấn đề về độ tương thích với lens hay không. Em cảm ơn. Rồi, thì với cái chuyện mà ngàm pho với là ngàm chính hãng là anh đã nói rất là nhiều rồi ha, nên cái vấn đề này thì anh sẽ không nhắc lại nữa. Anh sẽ giải thích rằng cái vấn đề rằng là tại sao em chụp lens 50 STM trên con Canon RB và tại sao nó lại không nét. Thứ nhất đó là anh nghĩ rằng hoàn toàn những cái lens AF của Canon sản xuất ra cũng trên máy body Canon luôn, thì anh nghĩ rằng cái độ tương thích nó khá là cao nên không có chuyện là nó không tương thích về lens đâu. Nhưng mà cái độ nét nó sẽ nằm ở các yếu tố sau ha. Thì ở đây anh sẽ nói đến ba cái yếu tố mà em có thể cân nhắc đến là coi là mình có phải lọt trong ba yếu tố đó hay không. Yếu tố thứ nhất đó là về em chụp có bị rung hay không. Tại vì trong tất cả những cái bài test của anh về thiết bị á, anh đều phải cố định cái máy rất là kỹ, anh phải đặt trên tripod, anh phải cố định rất là chắc chắn để chụp rằng đảm bảo rằng cái tấm ảnh mình chụp ra, mình test ra nó không có độ rung. Tại khi rung nó sẽ ảnh hưởng tới độ nét rồi. Còn những cái tấm ảnh mà nếu mà anh chụp test với người, chụp nhanh test với người thì không có điều kiện gắn trên tripod, thì anh sẽ chụp rất nhiều tấm giống nhau, chụp cậu cả chục tấm giống nhau như vậy. Rồi sau đó sao? Mình chọn ra cái tấm có độ nét tốt nhất để lấy đó làm căn cứ để so sánh. Tại vì sao? Cho dù khi mình chụp ở cái tốc cao nhất, nghĩa là khi mình chụp ở cái tốc độ cao, nó giảm khả năng rung rồi, đúng. Khi em nhìn cái độ nét nó vẫn đạt, nhưng mà khi soi, tại vì khi mình soi nó sẽ khác với cái việc mình dùng tấm ảnh đó trong điều kiện thực tế. Khi mình soi về độ nét đúng không, mình sẽ zoom lên mình soi từng chút một, thì chỉ cần một cái biên độ dao động tay nhỏ nhất thôi thì nó đã có sự khác biệt về độ nét rồi. Nên lúc đó khi anh test độ nét, anh test phải rất là kỹ, chứ không phải là giơ lên chụp đào tấm xuống rồi test xem nó có nét hay không đâu. Tại đôi lúc cái tấm đó mình chụp nó bị rung tay thì sao đó ha. Đó là cái ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai đó chính là gì? Cái điều kiện ánh sáng nó có thuận lợi hay là không. Điều kiện ánh sáng nó ảnh hưởng tới độ nét rất nhiều. Thứ nhất, nếu chụp ngược sáng, độ nét sẽ giảm so với chụp thuận sáng. Cùng một lens, cùng một máy luôn, nó vẫn y chang như vậy thôi. Em chụp một tấm thuận sáng, chắc chắn độ nét tốt hơn chấm chụp ngược sáng. Đó là điều thứ nhất ha. Và cái điều thứ hai cũng trong về ánh sáng luôn. Thì trong điều kiện ánh sáng tốt, điều kiện ánh sáng đủ, ISO nó thấp thì cho độ nét tốt hơn. Ngược lại, nếu chụp trong điều kiện thiếu sáng, khi ISO nó đẩy lên cao, không cần phải quá cao đâu. Ví dụ như nếu mà gọi là ISO đẩy quá cao tới mức mà vỡ nét hình ảnh thì không nói được. Nhưng mà ISO nó chỉ có độ chênh lệch khoảng tầm là, ví dụ như em chụp một tấm ở ISO 1-200 với một tấm ISO còn khoảng là 600, 800 hoặc 1000 thôi là đã có sự khác biệt rồi. Chứ không thể nào nói rằng là cái ánh sáng môi trường nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều so với cái độ nét. Và cái yếu tố cuối cùng đó chính là cái DOF của full frame nó sẽ mỏng hơn so với cái DOF trên một máy crop. Thì ở đây sẽ có khá nhiều bạn rằng đang bị hiểu lầm rằng cái chuyện là cái DOF sáp phông với cái độ nét nó khác nhau. Độ nét chỉ tính tại vị trí mà mình lấy nét thôi. Nên nhiều khi ví dụ như giả dụ như chụp test với người, chụp lấy nét vô con mắt. Con 750D em cũng chụp lấy nét vô mắt. Con RB em cũng chụp lấy nét vô mắt. Nhưng mà tại sao con 750D em chụp nét con mắt mà nó nét luôn cả cái phần da mặt bên đây, cái mũi hoặc là cái tai luôn. Nhưng mà đối với con RB chụp con mắt có bật nét, nhưng mà tại sao cái tai hoặc cái da mặt tại sao nó bị mờ đi, nó bị sóp nét đi. Rồi em rồi nhiều người đánh giá bằng nó không nét bằng con 750D. Thì sự ra không phải, cái DOF nó mỏng hơn nên cái độ xóa phông nó nhiều hơn. Mà anh cần nhấn mạnh cái vấn đề như thế này: độ xóa phông với độ nét là hai yếu tố hoàn toàn khác nhau. Khi độ nét là xét tới cái vị trí mà mình lấy nét, chứ không phải là xét tới cái việc nó xóa phông nhiều hay xóa phông ít. Nên là trong tất cả các video và review về thiết bị của anh á, anh đều phải so sánh chi li tỉ mỉ rất là kỹ, và cộng với khả năng quan sát nữa. Khi là mình test rồi, mình nhìn tấm ảnh cái kết quả rồi mình phải quan sát sâu rất là kỹ luôn để cố gắng đưa ra một kết quả chính xác và khách quan nhất ha, chứ không phải là đưa ra bậy đâu. Đưa ra bậy là dân chúng anh em đá chết đó. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Huy Trần. Anh ơi, anh có thể tư vấn giúp em thì liệu em đang sắp học xong 12, em có đam mê nhiếp ảnh nhưng không biết là ngành nhiếp ảnh thì có đại học nào hay không, hay là phải học các khóa trực tiếp ở bên ngoài. Rồi thì với câu hỏi thắc mắc của em thì thật sự rằng là anh không biết ha, anh không biết rằng là các trường đại học nó có cái ngành nào chuyên về nhiếp ảnh hay không, hay là phải học trực tiếp bên ngoài thì anh không biết. Nhưng mà thực tế hiện tại bây giờ thì công việc hành nghề nhiếp ảnh bên ngoài thì hiện tại vẫn đang không đòi hỏi về cái bằng cấp ha, hiện tại như vậy, không có đòi hỏi về bằng cấp. Tuy nhiên là em nên phải hiểu cái vấn đề mấu chốt như thế này, đó là gì? Ngoại trừ cái việc mà mình học về kỹ thuật, về cách chụp ảnh, thì mình cần phải rèn luyện về khả năng tư duy nữa và cách quan sát nữa, nó mới chính là cái gia vị cho nhiếp ảnh. Nó tạo nên một cái sự sáng tạo, trong khi mà mình chụp ảnh, mình sáng tác ra một cái bức ảnh nào đó thì nó mới tạo ra cái sự
đặc sắc cho cái bức ảnh đó, chứ mình đừng nên quá cái chuyện mình rập khuôn ha. Mình rập khuôn thì dần dần rằng cái mô típ, cái nhiếp ảnh của mình nó sẽ bị gọi là nhàm chán đi, ai chụp cũng giống ai hết và không có cái sự sáng tạo. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Võ Thành Vinh. Chào anh, chúc anh Bảy Đình nhiều sức khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Cho em hỏi là tại sao em chụp chân dung em lấy nét vào mắt thì phần miệng và phần cằm thì không được nét. Em dùng con Nikon D610 và con lens 50G chụp ở khẩu 2.8. Các yếu tố ảnh hưởng tới độ nét của bức ảnh là gì? Em cảm ơn. Rồi, thì cái vấn đề em đang gặp phải đó chính là về DOF ha, gọi là cái độ sâu trường ảnh và cái mặt phẳng nét. Thì đây anh đã cho em cái keyword này, em có việc search cái keyword này để tìm hiểu kỹ hơn, chi tiết hơn những cái yếu tố nào liên quan và ảnh hưởng tới cái DOF trong một bức ảnh. Còn về các yếu tố ảnh hưởng tới độ nét của bức ảnh thì anh vừa mới trả lời cho các bạn bên trên rồi ha. Ba cái yếu tố em có thể xem kỹ lại, xem là lúc đó em sẽ hiểu rằng lý do tại sao khi em chụp mà chỉ nét mắt và cái phần cằm hay là cái phần miệng nó không được nét. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Huy Nguyễn Quang. Em chào anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Hiện tại thì em đang dùng con 5D Mark 4 cộng với lens 135 16-35 f/4. Em chỉ chụp chơi, em đang tìm một con flash cho cái combo này. Anh tư vấn giúp em là giữa hai con 860 và con V1. Sở thích của em là chụp chân dung thì có nên kiếm thêm con lens 85 f/1.2 đời 2 hay không? Mong anh trả lời câu hỏi của em. Rồi, với cái thắc mắc này của em thì nếu em chuyên về chân dung thì có nên kiếm cho mình con lens 85 f/1.2 hay không? Thì câu trả lời của anh là có ha. Con đó là một con lens mà nó có khả năng chụp chân dung chất lượng hình ảnh khá là ngon, khá là tốt. Em có thể xem lại cái video mà review cái con đó của anh. Rồi quay trở lại với cái câu hỏi đầu của em, đó chính là giữa hai cái con đèn đó là Godox 860 và Godox V1 thì nên chọn cái nào? Đối với anh về chất lượng, cả hai con đều cho chất lượng ánh sáng rất là tốt ha. Thì đối với nếu em chuyên chụp về setup, tức là em thiên về setup ánh sáng nhiều hơn, có sự chỉnh chu về ánh sáng nhiều hơn, thì em nên chọn cho mình con V1. Ngược lại, nếu em cần sự đa dụng, chữ nhanh gọn lẹ tiện dụng thì em nên chọn con 860. Cái đó là câu hỏi của bạn Vi. Chúc anh Louis nhiều sức khỏe, ngày càng đẹp trai. Rất là cảm ơn cái lời chúc em. Anh Louis cho em hỏi là khi dùng live view trên các dòng máy DSLR, khi đó màn trập để mở ra để lấy ánh sáng qua sensor vào live view, thì khi mình bấm nút chụp, màn trập được đóng mở tận 3 lần để reset sensor cho chụp và chụp luôn. Cái này thì anh chưa hiểu lắm. Rồi, anh cho em hỏi là nếu mình dùng trên live view chụp có được hay không? Tại một lần chụp thì sẽ tốn 3 shot, dùng viewfinder thì chỉ tốn 1. Và nếu dùng live view màn chụp sẽ bị delay khi chụp single nữa. Em mới chơi nên còn lăn tăn về cái vấn đề này. Thì cái câu hỏi của em thì nó hơi bị lủng củng một xíu, anh vẫn chưa hình dung hiểu kỹ hoàn toàn 100% cái ý của em lắm, nhưng mà anh đoán sơ cái ý như thế này. Đó là chụp trên máy DSLR thì có nên chụp bằng live view hay không? Thì câu trả lời của anh hoàn toàn chụp bình thường ha. Thì cái số lượng mà nó mở màn cặp ra 3 lần, 1 lần gì đó thì nó không ảnh hưởng tới cái chuyện số sót của cái máy em đâu, hoặc cái độ bền của máy em đâu ha. Và đương nhiên khi máy DSLR nó thiết kế ra ban đầu dùng để chụp viewfinder, nên khi mình chụp live view, cái ảnh hưởng lớn nhất của nó là nó bị hiện tượng delay, tức là chụp nó sẽ bị trễ và tốc độ màn cặp nó sẽ giảm đi, tốc độ chụp nó sẽ giảm đi. Ví dụ như một cái máy em chụp qua màn hình, qua cái viewfinder chụp được 1 giây được 10 tấm, thì khi chụp qua màn hình live view thì 1 giây nó chỉ còn có 6 tấm thôi, đó, khoảng như thế. Nên là đây là những cái vấn đề mà những bạn nào chụp máy DSLR bắt buộc phải chấp nhận cái vấn đề này nếu mình thích chụp màn hình live view. Còn ngược lại, nếu ví dụ như muốn chụp luôn màn hình live view thì rõ ràng chọn máy mirrorless. Đây là cái vấn đề muôn thở mà mình bắt buộc phải chấp nhận thôi. Còn hỏi rằng có nguy hiểm, có hại gì hay không, thì anh nghĩ rằng là không á. Ngoài trừ chụp trong những cái môi trường mà quá nhạy cảm, ví dụ như có nhiều cái ánh đèn laser như là trong quán bar, vũ trường gì đó, thì lúc này thì mình không nên chụp bằng màn hình live view ha. Còn nếu chụp bằng viewfinder thì cái này phải có những người có kinh nghiệm chụp, chứ không phải là sẽ rất dễ bị chết sensor ha. Rồi kế đến là câu hỏi của bạn Hoàng Long Nguyễn. Xin chào anh, em hỏi là con 5D3 của em chụp được khoảng 500.000 shot, nhưng dạo này em thấy độ nét của nó không được ưng như trước nữa, thì có phải đến lúc để đổ máy hay không? Em cảm ơn. Rồi, với cái thắc mắc này của em thì khi mà em nhận ra, em cảm nhận được cái thiết bị, cái combo của em đang sử dụng mà nó có phát sinh vấn đề, tức là em không ưng ý về cái chất lượng của nó nữa, em cảm thấy rằng nó không đáp ứng được cho mình nữa, thì đây là cái lúc mà mình nên đổi hoặc nâng cấp thiết bị của mình ha. Và với một con số là 500.000 shot trên con máy 5D3 thì anh nghĩ rằng đây là một cái khoản tương đối cũng khá rồi, nên lúc này mình đổi máy là hoàn toàn hợp lý thôi. Cái đến là câu hỏi của bạn Warrior Gaming. Xin chào anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Khoảng 15 triệu thì combo nào ok dành cho người mới?
Rồi, thì đây là một cái câu hỏi rất là chung chung, rất là khó để anh cho em được một cái sự tư vấn chính xác được. Nhưng mà anh sẽ liệt kê cho em một số cái danh sách, một vài sự lựa chọn với con len chip em có thể tham khảo. Thứ nhất đó là về Canon ấy, thì mình sẽ có M50 và 80D. Về Nikon thì mình sẽ có D7200 và D7500. Và Sony thì mình có A6100 và A6400. Và cuối cùng Fuji thì mình sẽ có con Fuji XT30. Thì đây là những cái con máy mà anh gợi ý cho em. Quang, em sẽ thử tham khảo về giá cũng như là em thích cái dòng nào hơn thì em sẽ lựa chọn đó. Đây là những dòng anh nghĩ rằng nó sẽ phù hợp cho người mới. Và cuối cùng là câu hỏi của bạn Tuấn Phạm. Anh ơi, nên chọn 18-135 USM hay là 17-50 f/2.8? Rồi, quan trọng là cái nhu cầu của em là gì ha. Nếu nhu cầu của em là chụp đa dụng nhiều thì em nên chọn 18-135. Ngược lại, nếu em chụp phong cảnh góc rộng hoặc là chụp người thì em nên chọn con Sigma 17-50 f/2.8. Tại riêng về cái mảng chất lượng ảnh á, thì anh sẽ đánh giá còn 17-50 f/2.8 của Sigma nó sẽ ok hơn, và thậm chí nó còn nhỉnh hơn một tí xíu về phần khẩu độ nữa. Và đây là toàn bộ cái nội dung video hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hỏi đáp tiếp theo.